Hello mọi người, hôm nay giới thiệu với mọi người cây đô la ngọc bích này. Đây mọi người nhìn rõ đi ạ, cây đô la ngọc bích xanh lắm. Cây đô la này thì là một loại cây mà vừa có tác dụng phong thủy lại có tính thẩm mỹ cao. Nếu mà các bạn đang có ý định trồng cây đô la ngọc bích này thì hãy cùng mình theo dõi cái clip này để mà tìm hiểu thêm về cái đô la ngọc bích này nhé mọi người. Thối lắm. Thì cây đô la ngọc bích này được gọi là một hay còn được gọi là sen đá ngọc bích, cây phỉ thúy, là một loài cây có nguồn gốc từ Nam Phi. Và cây ngọc bích này thì tượng trưng cho tiền tài và sự may mắn và tài lộc. Cây ngọc bích này là một loài cây thân thảo với chiều cao trung bình khoảng 40 đến 50 cm, hoặc là nếu mà bầu to thì nó có thể lên đến 60 nhá mọi người. Đó, tầm 40 đến 60 cm thôi. Có nhiều nhánh ở thân và nhiều rìa thân cây có hình trụ to, và khi cây con nó mọc xanh mọc ra lá màu xanh thì khi về già nó sẽ chuyển sang màu nâu. Đó. Thì cây ngọc bích này thì là một loài cây, cái dạng lá đơn của nó có màu xanh đậm và mọc nước, mọc đối xứng nhau qua thân. Và khi dần già thì nó sẽ chuyển sang màu vàng nhạt và màu vàng và nó hoặc là đỏ và rụng lá nhé. Hoa của cây ngọc bích thì dạng nhỏ chùm đó. Và khi nó nở thì sẽ có như kiểu là nở thành ngôi sao năm cánh ấy, và màu hồng nhạt hoặc là màu trắng. Mọi người thấy rõ không ạ? Đấy, hoa mọc ở đầu cành và cuống dài nhô lên và có hương thơm nhẹ. Đó. Về ý nghĩa nhá, ý nghĩa của cây đô la ngọc bích này thì nó không chỉ mang ý nghĩa vẻ đẹp thanh lịch sang trọng, mà nó còn có thể để ở những chỗ để trưng bày trong nhà cửa của mình để làm cây phong thủy này. Cây ngọc bích là biểu tượng cho sự giàu có và tài lộc may mắn, nên là ta thấy chúng thường xuất hiện ở những nơi mà chỗ kinh doanh này, những quầy tính tiền, hay là với mục đích là để mang đến cái tài lộc cho chủ quán, cho người mà sở hữu cái cây đô la này. Đó. Cây ngọc bích này thì thường còn được gọi là cây tình bạn, bởi vì nó là sự biểu trưng của tình bạn trong sáng. Ngoài ra thì cây ngọc bích này mỗi khi mà nó ra hoa thì sẽ mang cái ý nghĩa là điềm báo cho gia chủ sắp đón được niềm vui, nhận được tin vui và may mắn trong công việc và làm ăn nhé mọi người. Rất là nhiều ý nghĩa luôn ạ. Đây mọi người coi, xinh lắm. Hoa của nó là màu hồng pha với trắng, và lá của nó màu xanh. Thì mọi người đã thấy về đặc điểm của cây này mà thì sẽ chắc chắn cây này sẽ liên quan đến mệnh tuổi. Thì xét về mệnh ấy thì cây ngọc bích có màu xanh nên là rất là hợp với những người mệnh mộc. Ngoài ra thì cũng rất thích hợp người mệnh hỏa thì cũng rất thích hợp để trồng loài cây này, là mệnh hỏa tương sinh với mệnh mộc theo phong thủy. Về ngũ hành, còn về xét về tuổi ấy, những người mệnh mộc thuộc các tuổi ấy, nhâm ngọ này, kỷ hợi, mậu thìn, quý mùi, nhâm tý, kỷ tỵ, canh dần, quý sửu, hoặc những người mệnh hỏa thuộc các tuổi là bính dần này, đinh mão, giáp tuất, ất hợi là những người rất thích hợp để trồng cái cây ngọc bích này. Về tác dụng của loài cây này, cây ngọc bích khi được sử dụng được làm cảnh ý, thì nó có tác dụng thanh lọc không khí, kích thích thị giác, mang lại không khí trong lành tươi mới cho không gian xung quanh, từ đó giúp cho bạn có thể hạn chế được các bệnh về đường hô hấp. Theo phong thủy thì cây ngọc bích tùy theo hướng đặt khác nhau mà nó có các cái tác dụng khác, như là giúp cho gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, mang đến may mắn tài lộc, khai thông trí tuệ và khả năng sáng tạo cho mọi người. Ngoài ra người ta còn trồng cái cây ngọc bích theo tạo hình bonsai, cái kiểu mà để đặt trên các bàn phòng khách, họ uống bonsai rất là đẹp. Cũng có thể dùng để làm món quà cho người thân, bạn bè, quà mừng khai trương hoặc là cái quà tân gia, rất là vô cùng ý nghĩa. Còn về vị trí của đặt cây ngọc bích này thì xét theo đặc tính của loài cây, cây ngọc bích thì là một loại cây rất là ưa bóng râm. Chính vì thế bạn có thể đặt cây này trong nhà này, trong không gian văn phòng, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê.
thì vừa giúp cây sinh trưởng tốt thì vừa làm cho cảnh quan trong ngôi nhà và nơi làm việc của bạn thêm đẹp hơn. Còn xét theo phong thủy thì nên đặt cây ngọc bích theo hướng đông, đông nam hoặc hướng tây, tây bắc. Đây là những hướng hợp mệnh mộc và mệnh hỏa. Những hướng này sẽ đem đến tài lộc này, ấy, công danh, học vấn, sức khỏe và quý nhân phù trợ cho gia chủ. Nếu đặt cây ngọc bích trong phòng ngủ hoặc nên là mọi người tránh đặt cái cây này trong phòng ngủ hoặc là phòng tắm. Còn về cách trồng và chăm sóc của loài cây này thì cây này về cách trồng ý, thì hiện nay người ta thường áp dụng hai phương pháp phổ biến để trồng cây này, đó là phương pháp tách nhánh và phương pháp dâm lá. Thì đây cũng là một loài cây lá mọng nước nên cũng có thể dâm lá được, lá của nó rất là dày và có thể trồng được. Thì trước hết là về phương pháp tách nhánh. Mọi người chọn một cây ngọc bích có lá xanh tốt, không bị sâu bệnh. Dùng kéo cắt cách gốc 2 cm. Bước sau cắt nhánh này thì bạn để nhánh cây đó ở chỗ thoáng mát trong khoảng 2 ngày cho khô. Sau 2 ngày thì nhúng cành vào dung dịch kích thích mọc rễ. Dùng tay ấn nhẹ một lỗ trên mặt đất đã chuẩn bị cái loại đất mà mùn xốp hoặc là đất có nhiều chất dinh dưỡng để cho cây có thể phát triển một cách tốt nhất. Thì đặt cành cây vào sao cho kín phần đã nhúng thuốc này, ấy, phủ thêm lớp đất xốp trên gốc cây và đặt vào chỗ ô thông thoáng có nắng nhẹ. Còn về phương pháp dâm lá thì hãy chọn một cái lá ngọc bích to không bị sâu bệnh, dùng kéo cắt phần cuống ở sát cành, phơi lá tầm 3 ngày rồi nhúng vào dung dịch kích thích mọc rễ cho lá bắt đầu bắt vào cái bầu đất tơi xốp này. Đặt cây ở nơi ánh sáng nhẹ thông thoáng, sau vài tuần thì cây nó sẽ mọc ra cái cây con. Còn về kỹ thuật chăm sóc thì sẽ gồm có tưới nước này, ánh sáng, ăn về đất trồng, nhiệt độ và phân bón và cách phòng trừ sâu bệnh. Thì trước hết là về tưới nước, cây ngọc bích thì là một loài cây ưa ẩm, vì thế nên hạn chế tưới nước cho cây. Nó cũng là một loài lá mọng nước nên giống với sen đá nên là hầu như là ít tưới nước, chỉ tưới nước khoảng 2 3 ngày một tuần là đủ. Khi tưới thì nên tránh nước dính lên lá, không thì lá cây sẽ bị thối. Còn về ánh sáng ấy, khi cây còn non nên hạn chế cây tiếp xúc với ánh mặt trời thì sẽ làm cho cây dễ bị cháy lá. Khi cây trưởng thành thì tiếp xúc với ánh nắng khoảng là 4 giờ mỗi ngày để cây có thể phát triển tốt hơn. Về đất trồng, đất trồng loài cây này là một loại đất tơi xốp, mọi người có thể kết hợp với đất xơ dừa, đất trấu và có tính thoát nước và hơi chua, độ pH khoảng 6 chấm. Không để ứ đọng nước ở đất thì sẽ dễ khiến cho sâu bệnh phát triển. Nhiệt độ thì cây sinh sống trong nhiệt độ từ 18 cho đến 28 độ C và cái cây này là không chịu được lạnh. Vì thế thì ban đêm mọi người không nên để cây ở ngoài để tránh sương đêm lạnh xuống làm cho cây bị chết. Về phân bón thì dùng cái phân bón đa dụng thường mọi người rất là quen thuộc, đó chính là cái phân NPK mà pha loãng ở nồng độ 1/4 để tưới nước cho cây một tuần một lần. Đối với những cây để bàn thì có thể dùng cái nitơ nồng độ thấp để tưới cho cây, hạn chế cho cây mọc quá dài. Còn mọi người phải thường xuyên cắt bỏ các cái lá khô héo để hạn chế sâu bệnh này. Cây chủ yếu bị bệnh rệp bông. Khi thấy những cụm bông màu trắng trên lá thì cần mua thuốc đặc trị để cho làm để tưới cho cây, để cây không bị lan ra các cái lá khác. Thì đó mọi người ơi, thì đấy là một số cái ý nghĩa đặc điểm cách trồng, cách chăm sóc và mệnh hợp với mệnh nào mà chúng mình chia sẻ. Thì mọi người mà có nhu cầu mọi người có thể liên hệ qua số hotline mà mình đã trên tường nha mọi người ơi. Và cái cây này nó cũng khá khá là rẻ thôi mọi người ạ. Giá của cây ngọc bích này nó cũng chỉ dao động từ 100 đến 300.000 tùy vào cái kích thước to nhỏ của nó nha mọi người. Có thể là cây sẽ nhỏ hơn cái cây của mình đang cầm này, hoặc là nó có thể to hơn một xíu đó. Thì đấy cũng là một số chia sẻ mà bọn mình chia sẻ đó. Thì mình mong là mọi người có thể
là sẽ liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ trực tiếp nha mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.